Trước đó, qua quá trình mật phục điều tra, lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt quả tang Hồ Văn Phương, sinh năm 2004, Hồ Văn Xuân, sinh năm 2005, cùng chú ở thôn Tà Ri 2, xã Húc, đang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 viên nén ma túy tổng hợp loại methamphetamine. Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Phương đã thừa nhận hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy với mục đích sử dụng và bán cho người khác để kiếm lời. Vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.